Trở lại video ngày hôm nay, mình là Tính bên Mỹ Nghệ Tâm Phúc. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm cao cấp nữa tại shop nha. Đây là những cái lọ bút hình chữ nhật rất là đẹp và có kích thước rất là lớn nha mọi người. Kích thước 8 nhân với lại 12. So với cái mẫu mà trước giờ Tính quay có cái mẫu lọ cắm bút nhỏ mọi người. Tuy là nó nhỏ hơn nhưng nó có cái đồng hồ ha. Đây, lọ bút này cũng bốn mặt, quý khách có thể khắc theo cái yêu cầu của quý khách ha. Logo, thậm chí tên và các thông điệp lên trên cái lọ cắm bút như thế này nha. Hộp bút này khá là to và được lồng ghép hai lọ gỗ lại với nhau, đó là một lọ gỗ tối màu và một lọ gỗ sáng màu. Đó, bên Tính làm lọ gỗ là gỗ xịn luôn nha mọi người, gỗ quý luôn á, nên mọi người cứ yên tâm sử dụng, nó rất là chắc chắn nè. Hộp bút là khá to nên chúng ta có thể đựng rất là nhiều bút viết, thước và kéo vân vân ha, những cái đồ dùng học tập á. Tức chúng ta có thể tặng cho con mình để con mình đựng để lên bàn học á mọi người, khá là đẹp, và thậm chí các bạn văn phòng cũng có thể để lên bàn để mà làm việc á, cắm bút, cắm thước, cắm những cái vật dụng lên. Mà nếu như mà ai thích gỗ nữa thì còn tuyệt vời hơn đúng không? Nó được làm từ những loại gỗ rất là quý và đẹp ha, rất là chắc chắn để quý khách sử dụng ha. Đó, thì bên Tính có sản xuất cái dòng này và khi mà đặt hàng thì quý khách sẽ được khắc những cái thông điệp logo lên trên cái này miễn phí nha. Đó, bên Tính có máy móc hỗ trợ thì mọi người có thể nhắn qua bên Tính để bên Tính gửi Zalo nha. Mẫu mã cũng giống như là cái thông tin khắc nha. Ngoài những cái lọ cắm bút ra thì bên Tính còn có những cái mẫu lọ cắm bút khác nữa. Anh chị cứ nhắn qua để bên Tính sẽ tư vấn cho những cái mẫu cắm bút phù hợp nha. Ví dụ như cái mẫu này mọi người sẽ thấy to quá thì Tính sẽ tư vấn những cái mẫu nhỏ hơn hoặc là những mẫu gọn hơn ha. Đó. Còn ai thích cái loại gỗ hai màu thì mọi người nhắn qua Tính để Tính gửi cái mẫu này cho mọi người, rất là đẹp ha. Đó. Gỗ quý nữa thì đa phần là những cái sản phẩm tại shop thì Tính làm bằng gỗ hoàn toàn, và những cái loại gỗ này rất là tốt, rất là bền nên cho quý khách sử dụng thoải mái, đặc biệt là rất là an toàn với trẻ con nha mọi người. Nên anh chị có thể mua tặng cho con mình để con mình đựng những cái đồ dùng học tập nè, bút thước vân vân ha. Đó. Sắp tới sinh nhật con mình thì các bạn không biết tặng món quà gì đó thì chúng ta đặt một cái lọ cắm bút như này đi ha, để tặng cho con nè, và các bạn cũng có thể sử dụng để trên bàn làm việc của mình sử dụng, nó rất là pro nha mọi người. Đó, bên Tính giống như là cái hộp bút Tính để này, đó rất là đẹp và đựng rất là nhiều bút luôn. Nếu như anh chị mà ai mà thích gỗ thì cái này là một chân ái ha. Đó, đặc biệt cái này Tính chưa khắc lên nha mọi người, tuy phải khắc lên nó sẽ đẹp lắm luôn á. Đó, cái thước cũng lớn nữa, đó thoải mái đựng đồ dùng học tập nha. Nhớ follow kênh của Mỹ Nghệ Tâm Phúc để mình tìm những sản phẩm đẹp ý nghĩa nha cả nhà. Bye bye.